chương này được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Estiva. Các thành viên của Estiva đang có được 50 đồng tiền đi chợ hàng tháng. Hãy gọi 866-610-0655 để lấy thêm chi tiết. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diệp. Kính chào toàn thể quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Và chúng tôi mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay thứ Tư, ngày 20 tháng 4 năm 2022. Và sau đây là những bản tin của chúng tôi. Hoa Kỳ kêu gọi Facebook làm nhiều hơn nữa để mà chống tuyên truyền của Nga bằng tiếng Tây Ban Nha. Thượng viện Florida bỏ phiếu tước bỏ địa vị tự trị đặc biệt của công ty Disney. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đề nghị có cuộc hội đàm riêng lẻ với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin. Hoa Kỳ cấp nhiều giấy phép khai thác năng lượng gió và mặt trời hơn dưới thời Tổng thống Biden. Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump được lệnh trả hơn 1.3 triệu Mỹ Kim chi phí pháp lý. Nga phóng thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa giữa lúc tình hình vẫn căng thẳng. Cục Dự trữ Liên bang cho biết là các công ty Mỹ bị bao vây bởi tình trạng thiếu công nhân và lạm phát cao. Bộ Tư pháp kháng cáo bãi bỏ khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng. Và cựu Tổng thống Donald Trump đã bỏ ngang một cuộc phỏng vấn giữa các câu hỏi về cuộc bầu cử 2020. Đó là tất cả những bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì Thanh Thảo sẽ mở đầu. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong chương trình hôm nay liên quan đến việc là Hoa Kỳ đang kêu gọi công ty Facebook hãy làm nhiều hơn nữa để chống tuyên truyền của Nga bằng tiếng Tây Ban Nha. Ngày hôm nay, một nhóm cũng có 21 nhà lập pháp Hoa Kỳ đã gửi một lá thư tới giám đốc điều hành Facebook là Mark Zuckerberg, bày tỏ lo ngại về những gì mà họ gọi là thông tin sai lệch trên nền tảng này, nhắm vào những người nói tiếng Tây Ban Nha liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bức thư có sự tham gia của các thượng nghị sĩ Amy Klobuchar và Ben Ray Lujan, cùng với đại diện Tony Cadenas và 18 nhà lập pháp khác. Thông tin sai lệch được lan truyền bởi các cơ quan được Moscow hậu thuẫn, chẳng hạn như là RT and Espanol. Trong số những nguồn khác, Facebook hiện được gọi là Meta Platforms cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang nỗ lực để ngăn chặn thông tin sai lệch bằng tiếng Tây Ban Nha. Phát ngôn viên của Meta Platforms là ông Kevin McAllister cho biết công ty đã đánh dấu các nhà sản xuất, xuất bản truyền thông do nhà nước kiểm soát, bao gồm cả những nhà xuất bản được trích dẫn trong bức thư từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Ông McAllister nói công ty Meta đang xóa nội dung liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, vi phạm chính sách của công ty và làm việc với những người kiểm tra thông tin xác thực của bên thứ ba nhằm gỡ bỏ những tuyên bố sai sự thật. Khi những người kiểm tra đánh giá nội dung nào đó là sai, thì công ty Meta chuyển nội dung này xuống thấp hơn trong nguồn cấp dữ liệu để cho ít người nhìn thấy hơn. Bức thư đã được ký bởi 7 thượng nghị sĩ và 14 dân biểu. Nhiều người trong số này đến từ các tiểu bang như là California và New York, những nơi có dân số nói tiếng Tây Ban Nha cao đáng kể. Thưa quý vị, thượng viện của tiểu bang Florida trong ngày hôm nay đã bỏ phiếu để mà gỡ bỏ một đạo luật. Đạo luật này khi được thông qua đã cho phép tập đoàn Walt Disney trở thành một tổ chức đứng ra để mà giải quyết và cũng như là tự trị trong những vấn đề mà công ty này đã đang sở hữu về vấn đề đất đai. Có nghĩa rằng là trong những cái công viên như là Walt Disney World ở tại tiểu bang Florida thì những vấn đề dân sự như hành chính ở đây thì Walt Disney coi như là được xử quyết hay là giải quyết một cách toàn quyền, không cần đến các chính quyền địa phương về vấn đề luật lệ. Và quyết định này của thượng viện tiểu bang Florida được xem như là một cái quả đấm mới nhất từ thống đốc tiểu bang Ron DeSantis nhắm vào công ty khổng lồ về vấn đề giải trí ở tại tiểu bang Florida, khi mà hai bên đã có những cái sự mâu thuẫn liên quan đến một đạo luật khác, đó là đạo luật mà gọi là Don't Say Gay. Ông Ron DeSantis, một thống đốc bên đảng Cộng Hòa, cũng như là một ứng cử viên tiềm năng cho chức vụ tổng thống của năm 2024, đã đối đầu với công ty Disney về công ty này đã phản đối một đạo luật mà ông Ron DeSantis đã ủng hộ, không cho phép các giáo chức ở các hệ thống trường học công lập được nhắc đến vấn đề đồng tính luyến ái trong trường học. Và thưa quý vị, các nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa đã thông qua luật này trong ngày hôm nay với tỷ lệ là 23-16, và sau này sẽ chuyển cái dự luật này xuống Hạ viện để mà cứu xét.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã gửi lời yêu cầu để được gặp gỡ với Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky một cách riêng lẻ tại thủ đô Moscow và tại thủ đô Kiev. Trong bối cảnh là cuộc chiến ở Ukraine đang bước vào một giai đoạn mới khi Nga tập trung lực lượng của họ ở khu vực Đông Donbass với những cái hỏa lực về pháo kích không kích vẫn tiếp tục, thì Bộ trưởng Ngoại giao Nga là ông Sergei Lavrov khẳng định rằng Điện Cẩm Linh sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đó thì thị trưởng của thành phố Mariupol đang thúc giục các cư dân của thành phố mình nên di tản khi tình hình ngày càng trở nên xấu đi. Ông nói rằng thành phố phía nam của Ukraine đang phải đối mặt với những ngày cuối cùng của nó khi lực lượng Nga tiếp tục bao vây vào Ukraine. Trong khi đó thì Phó Thủ tướng Ukraine cũng cho biết là Nga và Ukraine đã đồng ý để mở một hành lang nhân đạo an toàn ra khỏi thành phố. Tổng thống Joe Biden trong đó khi đó ngày hôm qua cũng đã lên tiếng sẽ dự kiến sẽ công bố một chương trình bảo mật mới cho Ukraine trong những ngày tới, một trị giá cũng khổng lồ, tương đương cũng khoảng vài trăm triệu Mỹ Kim. Trong khi đó thì tính cho đến ngày hôm nay thì đã có hơn 5 triệu người tị nạn đã rời khỏi Ukraine từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược diễn ra vào tháng 2. Trước tình hình diễn biến ở tại Ukraine, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc trong ngày hôm nay, ông Guterres đã lên tiếng đề nghị và đã gửi một lá thư chính thức đến cho Tổng thống Putin tại Moscow, đề nghị một cuộc gặp gỡ trực tiếp với Tổng thống Putin ở tại Moscow để có thể đưa đến những biện pháp giải quyết hòa bình cho Ukraine. Bên cạnh đó thì ông cũng đã gửi một lá thư trực tiếp đến ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống của Ukraine, để đề nghị về các bước khẩn cấp để có thể chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Hai cuộc gặp gỡ này tại thủ đô của hai nước là hai cuộc gặp gỡ hoàn toàn riêng rẽ, không phải là cuộc gặp gỡ ba người. Ông nói rằng hiện nay dù sao đi chăng nữa, Liên bang Nga và Ukraine cũng là những nước thành viên của Liên Hiệp Quốc, và thậm chí Nga còn là một trong những quốc gia đã thành lập nên tổ chức này khi khởi đầu. Tuy nhiên, cái chi tiết này đã bị Bộ trưởng Sergei Kilesia của Ukraine đã chia sẻ và nói rằng Liên bang Nga không phải là thành viên sáng lập Liên Hiệp Quốc. Thì dĩ nhiên chuyện đó sẽ còn nhiều tranh cãi. Tuy nhiên thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Guterres cũng đã kêu gọi tạm dừng 4 ngày tạm hoãn là đình chiến, những thời gian trùng trong tuần lễ thánh để cho phép mở ra một hành lang nhân đạo tại Ukraine, cùng với việc di tản dân thường sẽ cho phép các đội cung cấp viện trợ nhân đạo dành cho các khu vực ở thành phố Mariupol, những thành phố mà hiện nay về tình trạng lương thực hoàn toàn kiệt quệ và gần như là tuyệt vọng. Trong khi đó thì Tổng thống Zelensky cũng lên tiếng kêu gọi các quốc gia Âu Châu để bảo đảm tăng cường tối đa áp lực đối với Nga trong bối cảnh là cuộc xâm lược đang diễn ra tại Ukraine. Riêng đề nghị của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để gặp gỡ riêng biệt hai vị Tổng thống Zelensky và Putin thì hiện nay chưa được nhận câu trả lời. Sang qua vấn đề về Hoa Kỳ, thưa quý vị. Hoa Kỳ cấp nhiều giấy phép để khai thác năng lượng gió và năng lượng mặt trời hơn ở dưới thời của Tổng thống Biden. Hoa Kỳ đã đẩy nhanh việc cho phép các dự án năng lượng gió và năng lượng mặt trời trên các vùng đất liên bang dưới thời của Tổng thống Joe Biden. Nhưng chính quyền của ông cần thêm nhiều nhân viên hơn và ít rào cản hành chính hơn để đáp ứng nhu cầu đất đai của ngành năng lượng sạch, theo một bản báo cáo trình lên Quốc hội. Thông báo cho thấy sự tiến bộ của mục tiêu mà Tổng thống Biden đề ra trong việc sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn trên đất công cộng như là một phần trong chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu của ông, và đồng thời nhấn mạnh đến khó khăn trong việc nhanh chóng xây dựng các chính sách để hỗ trợ việc mở rộng một ngành công nghiệp đang phát triển nhanh. Bản báo cáo của Cục Quản lý Đất đai Hoa Kỳ, viết tắt là BLM, cho biết họ đã cho phép 10 dự án năng lượng mặt trời và 2 dự án địa nhiệt trên các khu đất công hồi năm ngoái. Công suất 2.89 GW ở đó đã tăng 35% so với năm 2020, là năm cuối cùng của chính quyền Tổng thống Trump. Nhìn chung thì việc phát triển năng lượng tái tạo trên các vùng đất liên bang đã tụt hậu so với diện tích tư nhân. Để so sánh thì toàn bộ Hoa Kỳ đã lắp đặt vào khoảng 27 GW năng lượng gió và năng lượng mặt trời quy mô tiện ích hồi năm ngoái. Cục Quản lý Đất đai Hoa Kỳ hy vọng các phê duyệt của liên bang sẽ tăng lên vì họ đã hoạt động để đáp ứng nhiệm vụ của Quốc hội nhằm cấp phép 25 GW vào năm 2025 hoặc là đủ công suất để cung cấp cho 4.75 triệu ngôi nhà. Theo báo cáo thì họ dự kiến sẽ cho phép hơn 30 GW công suất gió, năng lượng mặt trời và địa nhiệt từ năm tài chính 2022 cho đến năm 2025. Bộ Nội vụ là cơ quan giám sát Cục Quản lý Đất đai Hoa Kỳ, được yêu cầu phải cập nhật hàng năm cho Quốc hội về tiến độ đối với mục tiêu của năm 2025.
Hồi năm ngoái, cơ quan này đã thực hiện các bước ban đầu để cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan, giảm giá thuê cho các dự án năng lượng mặt trời và gió ở các vùng của tiểu bang California và xác định những lĩnh vực ưu tiên mới để khai triển năng lượng tái tạo. Và bản báo cáo cũng cho biết là Cục Quản lý Đất đai cần thêm khoảng 66 nhân viên để giải quyết công việc liên quan đến nhu cầu đất đai bùng nổ từ các nhà phát triển năng lượng tái tạo. Thưa quý vị, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã buộc phải trả số tiền 1,3 triệu Mỹ Kim chi phí pháp lý cho bà Omarosa Manigault Newman, trước đây từng là một cựu trợ lý cho ông Trump. Và phán quyết này cũng kết thúc một vụ kiện từ ông Trump cáo buộc rằng là bà Manigault Newman đã vi phạm một thỏa thuận không tiết lộ các thông tin mật khi mà bà làm trợ lý cho ông Trump. Vui mừng trước phán quyết này, bà Omarosa Manigault Newman so sánh mình như là một cái kẻ thấp cổ bé miệng mà phải đối đầu với một người rất là vĩ đại, hay là David hay Goliath, cũng như là việc mà lấy trứng chọi đá khi mà phải đối đầu với một cựu tổng thống. Ông John Phillip, luật sư của bà Omarosa Manigault Newman, đã đưa tweet hình về phán quyết lên tòa án, và tổng số tiền phải trả cho bà từ chiến dịch tranh cử của ông Trump là 1,310,873 Mỹ Kim. Bà Manigault, thưa quý vị, nổi tiếng với tư cách là một thí sinh trong chương trình reality TV show của ông Trump trước đây, trong cái show gọi là Apprentice, được phát trên đài truyền hình NBC trước khi bà trở thành trợ lý chính trị của ông và làm việc ở tại Tòa Bạch Ốc. Bắt đầu từ vai trò đó vào năm 2018, thì bà đã xuất bản một cuốn hồi ký kể lại tất cả những chuyện mà gọi là không hay về ông Trump, trong một cuốn hồi ký có tên là Unhinged, An Insider Account of the Trump White House. Cuốn sách đó có những tuyên bố bùng nổ, bao gồm việc tổng thống lúc bấy giờ là một kẻ phân biệt chủng tộc, người đã sử dụng cái từ N rất nhiều để mà diễn tả hay là để mà nhắc về những người Mỹ da đen. Theo một bản thông báo của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày hôm nay thứ Tư, thưa quý vị, thì chính quyền Nga đã tổ chức một cuộc phóng thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa có tên là Sarmat. Hỏa tiễn này đã được phóng vào lúc 3 giờ 12 phút chiều theo giờ Moscow từ một sân bay vũ trụ thử nghiệm nhà nước được đặt tại thành phố Plesetsky ở vùng Arkhangelsky, một khu vực ở phía tây nước Nga, cách Moscow khoảng 1.640 dặm về phía bắc. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là hỏa tiễn này đã bay về phía bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka nằm dọc theo bờ biển Bering trước khi đã rơi xuống một khu vực được chỉ định trước ở tại Kamchatka. Thư ký báo chí Ngũ Giác Đài là John Kirby đã lên tiếng cho biết vào ngày thứ Tư rằng phía Nga đã thông báo cho phía Hoa Kỳ trước cuộc thử nghiệm. Vì vậy, chúng tôi không ngạc nhiên về điều này và không coi đây là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ hoặc đồng minh, chữ trong ngoặc kép. Ông John Kirby nói thêm rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vẫn tập trung vào các hành động gây hấn. Chúng tôi xin lỗi. Ông Kirby nói rằng Bộ Quốc phòng Nga vẫn tập trung vào các hành động gây hấn bất hợp pháp và vô cớ của Nga đối với Ukraine. Theo hiệp ước STAR mới giữa Washington và Moscow, thì một trong hai bên lúc nào cũng phải có nghĩa vụ thông báo trước cho phía bên kia nếu họ có kế hoạch phóng thử hỏa tiễn liên lục địa. Bộ Quốc phòng Nga thì cho biết sau khi hoàn thành chương trình thử nghiệm hỏa tiễn Sarmat, thì vũ khí này sẽ đưa vào cơ chế hoạt động và bổ sung vào lực lượng hỏa tiễn chiến lược của Nga. Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin vào tháng 3 năm 2018 đã cho biết rằng hệ thống hỏa tiễn mới của đất nước ông sẽ bất kỳ hệ thống phòng thủ hỏa tiễn nào của Hoa Kỳ trở nên vô dụng. Và ông ta cũng lên tiếng cảnh báo phương Tây rằng hệ thống này đã không thể kiềm chế được Nga. Vào ngày thứ Tư thì ông Putin cũng đã lên tiếng chúc mừng quân đội của mình về cuộc phóng thử thành công và nói rằng hỏa tiễn này sẽ suy nghĩ về những kẻ đang cố gắng để đe dọa Nga. Và sang qua bản tin về kinh tế thì thưa quý vị, chúng ta cũng đã biết rồi, như đây là những con số chính xác từ Cục Dự trữ Liên bang. Cục Dự trữ Liên bang cho biết rằng các công ty tại Mỹ bị bao vây bởi tình trạng thiếu công nhân và lạm phát cao. Một bản báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cho thấy hôm thứ Tư rằng nền kinh tế Hoa Kỳ mở rộng với tốc độ vừa phải từ giữa tháng 2 cho đến đầu tháng 4 và có rất ít thời gian nghỉ ngơi cho các doanh nghiệp bởi vì lạm phát cao và tình trạng thiếu công nhân nặng nề.
Bằng chứng mới nhất từ các công ty Hoa Kỳ vẽ nên một bức tranh về một nền kinh tế nhận được sự thúc đẩy phát triển từ các trường hợp COVID-19 giảm và vẫn có khả năng phục hồi bất chấp lạm phát cao trong bối cảnh chuỗi cung ứng tăng cường. Nhưng cũng cho thấy những trở ngại đang diễn ra không có dấu hiệu giảm bớt khi Cục Dự trữ Liên bang chuẩn bị thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh chóng hơn chi phí đi vay để đưa nền kinh tế phát triển đồng đều hơn. Lạm phát tiếp tục là một nỗi lo với nhu cầu vẫn vượt xa nguồn cung của mọi thứ, từ nhân viên cho đến hàng hóa, bị làm trầm trọng hơn từ các đợt phong tỏa xã hội gần đây ở Trung Quốc nhằm hạn chế sự lan rộng của dịch COVID-19 và chi phí thực phẩm và năng lượng tăng vọt do Nga xâm lược Ukraine. Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất hồi tháng 3 lần đầu tiên sau 3 năm, nhưng vẫn ở mức thấp, hiện nằm trong phạm vi mục tiêu từ 0.25 cho đến 0.5%. Theo dự kiến, thì Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất thêm 0.5% tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 5 và sẽ tiếp tục với một loạt các đợt tăng trong năm nay được thiết kế để đối phó với tỷ lệ lạm phát cao. Lạm phát tiêu dùng tháng trước đã tăng lên tới 8.5% và là mức cao nhất kể từ năm 1981. Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ vào tháng 5 cũng có khả năng sẽ quyết định bắt đầu quá trình giảm bảng cân đối kế toán của mình, vốn đã tăng mạnh và bao gồm khoảng 8.500 tỷ Mỹ Kim, gồm công khố phiếu Hoa Kỳ và chứng khoán được bảo đảm bằng nợ nhà, khi mà Cục Dự trữ Liên bang phải tìm cách giữ cho chi phí vay ở mức thấp trong thời gian tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19. Hiện nay thì hầu hết các công ty dường như có thể nhanh chóng chuyển phí tổn cao hơn vào giá thành của hàng hóa và dịch vụ, và người tiêu dùng phải chi trả những cái khoản tăng cao này. Và hầu hết các quận dự kiến là áp lực giá sẽ tiếp diễn trong những tháng tới. Tỷ lệ làm việc làm đang cần người của Mỹ vẫn ở mức gần cao kỷ lục và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong 2 năm, hiện nay là 3.6%. Tiền lương đã được tăng ở mức ổn định ngay cả khi đối phó với hầu hết người lao động. Nhưng mà thưa quý vị, cái mức tăng hiện nay không có thể nào theo kịp đà lạm phát, và trong tương lai gần có nhiều người cho rằng, nhiều phân tích gia cho rằng đến khi mà các công ty cảm thấy đã tăng lương rồi, phải nâng giá thành lên rồi mà vẫn không giải quyết được vấn đề thiếu nhân viên thì có thể họ sẽ phải thay đổi chiến lược. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong ngày hôm nay đã chính thức đệ đơn kháng cáo quyết định của một thẩm phán liên bang ở tại Florida vào thứ hai của tuần này, khi mà bà này đã đưa ra một phán lệnh hay là một phán quyết rằng là cơ quan CDC không có thẩm quyền bắt các công ty tư nhân, các công ty du lịch ép khách hàng của họ phải đeo khẩu trang. Bộ Tư pháp trong ngày hôm nay, thưa quý vị, một lần nữa đã chính thức kháng cáo cái quyết định này của vị thẩm phán đó. Thông báo của Bộ Tư pháp được đưa ra chỉ vài phút sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC yêu cầu Bộ Tư pháp kháng cáo quyết định do thẩm phán liên bang đưa ra hồi đầu tuần. Một thông báo kháng cáo đã được đệ trình lên tòa án liên bang ở thành phố Tampa, cũng tại Florida. CDC cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng là họ sẽ tiếp tục đánh giá lại thời điểm này, lệnh yêu cầu đeo khẩu trang trong các hành lang giao thông cũng như là trong nhà và cần thiết cho sức khỏe cộng đồng. Vẫn chưa rõ liệu chính quyền Tổng thống Biden có yêu cầu tòa phúc thẩm cho phép cái lệnh của vị thẩm phán đó được tiến hành hay là tạm thời phải được dừng lại, và nếu mà như vậy thì lệnh của CDC nó sẽ được áp dụng như thế nào. Đây là cái diễn tiến mới nhất của một cuộc giằng co liên quan đến vấn đề chính trị giữa hai phe đeo hay là không đeo khẩu trang. Thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn mới đây để quay hình sẽ được phát vào ngày 25 tháng 4 tới đây, thì cựu Tổng thống Donald Trump đã đứng lên rời khỏi cuộc phỏng vấn cùng với phóng viên Piers Morgan sau khi bị thúc ép trả lời về các câu hỏi liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020. Cựu Tổng thống Donald Trump vào lúc đó đã chỉ trích ông Piers Morgan là rất không trung thực trong khi bước ra khỏi cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình truyền hình và những người phụ trách chuyên mục The Post sau khi bị thúc ép về tuyên bố của chính ông ấy rằng ông đã thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 do vấn đề gian lận cử tri. Tổng thống thứ 45 ngày càng trở nên thất vọng với các câu hỏi của phóng viên Morgan, có thời điểm đã gọi ông này là kẻ ngu ngốc theo các đoạn clip về cuộc đối thoại. Tôi nghĩ rằng tôi là một người đàn ông rất trung thực. Thật ra tôi còn trung thực nhiều hơn so với bạn, cựu Tổng thống Trump đã nói trong một thời điểm. Phóng viên Morgan đã hỏi lại, ngài thật sự nghĩ như vậy à? Ông Trump đáp, đúng. Trong một diễn biến khác thì ông Morgan đã nói với cựu Tổng thống rằng cuộc bỏ phiếu năm 2020 là một cuộc bầu cử tự do và công bằng và ngài đã thua rồi. Thì ông Trump đã phản pháo lại ngay, chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ như thế.
Phóng viên Morgan vặn lại, như vậy thì ngài nghĩ tôi là một kẻ ngốc ư? Đúng, tôi đang làm như thế. Đó là sự trả lời của Tổng thống Trump. Với tất cả sự tôn trọng, ngài đã không đưa ra được bất kỳ một bằng chứng rõ rệt nào, phóng viên Morgan nói trước tuyên bố của cựu Tổng thống Trump về hành vi gian lận khi cựu Tổng thống cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử. Tôi không nghĩ bạn là một người có thật, cựu Tổng thống đã nói với Morgan, và sau đó đã quay qua nhóm quay phim và gọi người phỏng vấn của mình là một kẻ thiếu trung thực. Đoạn clip xem trước kết thúc cảnh cựu Tổng thống Trump rời khỏi chỗ ngồi, sau đó rồi quay lại ra lệnh cho nhà sản xuất tắt máy quay đi. Và vừa đi, ông vừa nói, rất là không trung thực. Mô tả về kinh nghiệm của mình trong một chuyên mục vào ngày thứ Năm cho The Post, thì phóng viên Morgan tiết lộ là anh cũng nói với cựu Tổng thống rằng anh đổ lỗi cho việc cựu Tổng thống từ chối thừa nhận thất bại vì vụ bạo loạn diễn ra tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng. Và cựu Tổng thống Trump đã nói, vậy thì bạn đúng là một kẻ ngốc và bạn đã không có một tí nghiên cứu nào. Phóng viên Morgan cũng kể lại cựu Tổng thống Trump đã gọi anh ta là kẻ ngốc 6 lần nữa trong suốt cuộc phỏng vấn và mô tả lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell là một kẻ ngu ngốc và Phó Tổng thống Mike Pence của ông ấy là một kẻ ngu ngốc và yếu đuối. Ông Morgan nói thêm rằng cựu Tổng thống Trump lúc đầu đã cố gắng kết thúc cuộc phỏng vấn bằng cách tuyên bố thế là xong, nhưng ông ấy vẫn ngồi trên ghế của mình để thảo luận tiếp về một số các trường hợp khác mà ông ấy kể về cái một chuyến đánh golf của ông. Và sau cuộc thảo luận đó thì cựu Tổng thống đứng lên với vẻ mặt rất là khó ưa và ra lệnh cho các thành viên trong đoàn tắt máy quay đi. Cuộc thảo luận sôi nổi này sẽ được phát sóng trên chương trình mới của Morgan có tên là Piers Morgan Uncensored vào ngày 25 tháng 4 tới đây và sẽ phát sóng vào mỗi tối hàng tuần trên các mạng trên toàn cầu, bao gồm các hệ thống truyền hình Fox Nation, Talk TV ở Anh Quốc và Sky News ở Australia. Vâng, thưa quý vị, với bản tin vừa rồi thì chúng tôi xin kết thúc phần tin tức buổi tối ngày hôm nay cùng với Thanh Thảo, Thái Lê Diệp và anh Dũng. Trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong bản tin này ngày mai. Chương trình này được bảo trợ bởi Yahoo Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Astiva. Các thành viên của Astiva đang có được 50 đồng tiền đi chợ hàng tháng. Hãy gọi 866-610-0655 để lấy thêm chi tiết. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Gia Hưng Karaoke, doanh nghiệp cung cấp thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ, bảo hành dài lâu, miễn phí vận chuyển. Cục đẩy BAK Nhật Bản chất lượng hàng đầu bảo hành 2 năm, microphone BAK bảo hành 2 năm, loa karaoke BAK cao cấp Nhật Bản bảo hành 2 năm, âm ly karaoke kỹ thuật số BAK chống hú âm thanh hay và dễ hát. Gia Hưng Karaoke tọa lạc tại 1120 East Colonial Drive, Orlando, điện thoại 407-704-6970. Gia Hưng Music và Video, nhà phân phối BAK Japan tại USA. Quý hội viên trong chương trình bảo hiểm Medicare, Medicare của Astiva đang nhận được tiền đi chợ 50 Mỹ Kim mỗi tháng. Muốn biết thêm chi tiết, liên lạc 866-610-0655. 866-610-0655. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Gọi cho City Home để mua nhà suôn sẻ, nhanh chóng. Gọi cho City Home để bán nhà bảo đảm, hữu hiệu. 10 điều quan trọng phải làm khi mua hay bán nhà. Điều thứ nhất, gọi cho City Home. City Home sẽ làm 9 điều còn lại. Gọi cho City Home ở số 818-383-8569 hoặc 714-383-3217. Quý vị sẽ được hướng dẫn trực tiếp với broker Đồng Nguyễn để có chương trình mượn tiền thích hợp nhất với tiền lợi thấp nhất và lệ phí. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.